được mấy cái to to nó cứ nứt đi mà lưng. Nứt xong bắt đầu nó xanh ấy, nhưng mà nó xanh thì rồi luộc ăn nó cứ đang đắng. Để thi thoảng ấy nổ cho gà. Trên này nó có một con đấy kia, mà cháu có mấy con. Cái nào cái bé bé kia thì là ăn rồi, để hôm nào không có rau thì lại ấy, hôm nay cháu mua hai mới cho mùng 1 thôi. Nọ vào cụ cho mấy cái bắp cải. Con nửa cái chưa nên xào nốt. Tối luộc cho mua, mai lại ăn bắp cải. Chợ hôm nào gặp bà Năm Dự hỏi ăn rau gì cho bà không ạ? Cháu không. Chơi thân với chú Tiến. Bạn thân của chú Tiến thôi. Vâng.